Đấy, nếu như đứng ở trên kia các bạn chụp hình là đã cảm thấy thú vị rồi. Bởi vì đứng ở một nơi mà sương chói mờ nhân ảnh, hơi nước từ trên đầu xuống dưới chân. Nhưng mà chưa phải tuyệt vời đâu, bởi khi các bạn đi xuống dưới đây này, các bạn đi ra ngoài kia kìa, đấy, thấy chưa, tuyệt vời. Ở dưới đó có một cái nơi mà hơi nước sẽ bắn trực tiếp lên với một cái tốc độ và một cái mật độ hơi nước dày đặc nhất. Bước qua bên này chính là Việt Nam, còn bước qua bên này chính là Lào. Và phía trên kia đó chính là cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Lào. Mặc đồ trang phục của người đồng bào Lào nhé. Dễ thương vô cùng luôn các bạn ạ. Xả bài đi. Dễ thương lắm, rất là hiền hành. Giá vé ở đây là 20.000 kíp, quy qua tiền Việt Nam thời giá thời điểm hiện tại là 24.000 đồng. Thì so với những cái thác nước tại Việt Nam, ví dụ giả sử như ở gần nhà mình có một cái thác cũng rất là nổi tiếng tại Tây Nguyên, đó chính là thác The Ray Sap. The Ray Sap so với cái thác này thì nó rộng hơn một chút, tuy nhiên nó không cao bằng. Và quang cảnh nó cũng kiểu như thế vậy. Thì ở Việt Nam cái giá vé là 80.000 đồng một người một lượt. Và kể cả như mình là người địa phương đi, mình vô đó vẫn là 80.000 đồng. Thì mình thấy giá vé ở chỗ thác nước, ở những cái thác nước bên này thì giá vé nó rẻ hơn rất là nhiều. Và ở bên Lào mình thấy những cái địa điểm du lịch á, thì rất ưu tiên người địa phương luôn. Ví dụ hôm qua mình đi Wat Phu. Và Wat Phu đó thì đối với người nước ngoài thì 50.000 đồng một người, 50.000 kíp á, quy ra khoảng 60.000 đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên đối với người Lào, chỉ cần người Lào thôi, không cần phải người địa phương nhá. Người Lào thì chỉ cần phải là cái mức vé vào đó chỉ là 5.000 kíp thôi, tức là khoảng 6.000 đồng Việt Nam là có thể vào tham quan được rồi. Ở trên này thì có treo những cái loại đó đơm, những cái dụng cụ truyền thống của Lào. Các bạn thấy này, những cái loại, mình nghĩ đây là cái loại đó này, cái loại đó hoặc là bắt cá, loại đó này. Đó này, cá nó sẽ chui vào đây. Và khi chui vào thì chui được, nhưng mà chui ra thì không được. Sẽ đặt ở những cái dòng nước chảy á, để bắt cá. Đây là cái cà phê tại Lào nhé các bạn, rất là cao. Và đây thì là cái giống cà phê mít. Phía xa kia chúng tôi đã thấy được cái bọt nước tung bay. Ở Việt Nam như vậy là không có được. Như Việt Nam thì cà phê tối ưu thì chỉ trồng để từ 1, 2 hoặc cao là 3 thân thôi. Nhưng mà ở đây này, người ta không có làm chồi thường xuyên, và lên như vậy thì đa phần là chất dinh dưỡng là nuôi thân hết, nuôi thân, nuôi cành, nuôi lá hết, chứ người ta cũng ít nuôi trái. Và người Lào thì phải dùng cái từ gọi là hiền lành, tức là vừa hiền vừa lành nữa. Họ nhân hậu, thật tính, và đặc biệt đó chính là khi đi đâu mà chỉ cần thấy người Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng như vậy thì người ta đều chào hỏi, và có một cái điều gì đấy thì người ta rất là đón chào mừng những người Việt Nam qua đây du lịch. Còn đây là vị trí ở trên thác các bạn. Ở trên thượng nguồn thác thì người ta làm một cái cầu như thế này. Đấy, và từ đây thì có thể là phía dưới này là thác, cho nên ai mà té xuống đây rất là nguy hiểm, bởi dưới kia là nó sẽ sâu xuống cả 100 mét rồi. Phía sau kia là thác nước. Đó, thác nước đẹp như vậy, nên thơ như vậy. Thì thường thì những cái thác nước ở Việt Nam sẽ có những cái khu gọi là picnic, tức là người ta sẽ có thể là ngồi và người ta cắm trại và ăn uống ở trên những cái khu này. Tuy nhiên khi qua những cái thác nước đẹp như thế này tại Lào thì gần như mình không thấy có cái cảnh đấy, tức là vẫn xung quanh vẫn là một cái bãi cỏ, và khách du lịch người ta cũng không có cái ngồi kiểu ngồi cắm trại như ở trên bên bờ như ở Việt Nam. Mùi vị sầu riêng ở Lào thì bây giờ mình sẽ thử xem nó như thế nào. Đấy, bây giờ mình bổ nó ra, thơm nhé, rất là thơm, và cảm giác giống như là, tuy nhiên đó là cái hạt sầu riêng khá là to, khá là to. Sầu riêng tại Lào thì những cái giống sầu riêng khá là giống những cái sầu riêng ở Tây Nguyên Việt Nam, cái nơi mà mình sinh sống cách đây khoảng 20 năm về trước, tức là chưa phổ biến những cái loại giống sầu riêng thế hệ mới như bây giờ, ví dụ như là Ri 6. Thành ra cái trái sầu riêng hột nó còn khá là to, khá là to, rất là ít cơm, trái còn nhỏ. Tuy nhiên người Lào thì ở đây người ta không có hái sầu riêng, mà người ta để cho sầu riêng rụng. Bởi vì người ta để như vậy thì cái trái sầu riêng của chúng ta sẽ thơm ngon nhất và tự nhiên nhất, và không có cái tình trạng là ngâm thuốc. Cho nên ăn sầu riêng tại Lào thì cảm giác rất là yên tâm. Mùi vị thì cũng khá là thơm. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều cái loại lò ô, tuy nhiên mà lò ô để mà to được như thế này thì mình lần đầu mình thấy. Mình cũng là một người con của núi rừng thôi, cũng đi làm rừng làm rẫy nhiều, nhưng mà chưa bao giờ mình thấy một cái loại lò ô mà nó to như thế này, to gần bằng người mình luôn, ôm không hết luôn các bạn. Chúng ta sẽ phải
lòn xuống cúi xuống thì mới qua được những cái khu vực như thế này. Mà cao 250 mấy mét á. Dạ. Đây thì cúi chắc khoảng một nửa. Bên đây à, bên này mà xuống được đúng không? Bên này xuống được. Đây nha các bạn. Cái phải chui. Cứ xe thôi. Ngồi quán cà phê nhìn thôi. Dạ. Cao cày rất là to các bạn nhé, khủng khiếp luôn, to. Ở đây thì người ta có cái điện thờ của quay cho các bạn thấy được cái sự hùng vĩ của một trong những cái thác nước tại Lào. Ở đây thì có một cái đài quan sát này các bạn, ẩm ướt luôn, ở đây lúc nào nó cũng ướt như thế vậy. Đó, các bạn thấy bọt nước kìa, thấy chưa? Và đây là một trong những cái cảnh hùng vĩ rất là đẹp. Và cũng không quá cao đâu, tuy nhiên thì nó tạo cho con người ta một cái sự thích thú, sự ẩm ướt. Các bạn có thể thấy có những cái chòi kìa. Đấy, những cái đứng ở kia coi như là cái hơi nước của nó bay lên, tạo thành một cái ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Rừng rậm bao la bát ngát, sương bay mù mịt, thác nước trùng trùng điệp điệp. Đây, và bây giờ mình sẽ đi qua đây rất là trơn trượt. Nhưng mà qua một cái vị trí kia thì cực kỳ là khủng khiếp. Đây, anh Quang là tài xế đây. Mình sẽ đi qua cái khu vực bên kia. Rất là trơn trượt luôn, nhưng mà các bạn nhìn kìa, nước kìa. Nước như thế này thì một cái cảnh phim, đóng phim không cần phải dùng máy tạo sương, tạo khói gì cả. Chỉ cần đứng trên đấy thôi, hơi nước bắn lên cũng có thể làm ướt hết đồ rồi. Khủng khiếp chưa các bạn? À đây thì cái hơi nước nó bắn vào và mình như là ướt mưa luôn. Rất là khủng khiếp. Và để đến một cái nơi như thế này thì các bạn thấy này, nước dưới kia nó hắt lên kìa. Wow, rất là khủng khiếp, trời đất thần thánh thiên địa luôn. Wow. Đứng ở giữa này, mưa này, ướt này. Rất là lạnh. Wow, wow, từ dưới kia nước mưa bắn lên. Rất là khủng khiếp. Wow. Khủng khiếp thật, thật sự. Thác nước ở Lào là vậy. Đẳng cấp nhất là chúng ta sẽ xuống dưới kia này các bạn. Dưới kia, ngay dưới cái chân thác kia, và chúng ta sẽ thấy cái sương nó hắt lên như vậy. Ở đây thì mình cũng rất là bất tiện, bởi vì là mình cũng mang theo một số các thiết bị điện tử. Và khi gặp nước như vậy thì cũng không có hay cho lắm. Tuy nhiên mình có thể đứng ở đây để cho các bạn quan sát xuống dưới kia, và nó hắt lên. Đẹp tuyệt vời. Men theo xuống nhá, là sẽ đứng ở phía khu vực dưới kia kìa. Sẽ mạnh, vô cùng mạnh luôn. Nước nó hắt lên thì nó hắt từ phía trên kia, nó chảy xuống dưới này, và cái hơi nước của nó luồng lên theo một cái thung lũng như thế này, luồng lên. Và trên này người ta xây dựng một cái tháp, đứng trên này đóng phim kiếm hiệp thì không còn gì bằng. Nhưng mà đứng ở dưới kia, hai người đứng ở dưới kia thì chụp những cái mô hình thì tóc gió tung bay, và phải nói là bọt nước phải nói là rất là đẹp. Ở đây thì nó tạo tự dưng ở giữa một cái thác này, mà trước này nó có một cái núi chắn như thế này thì rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Wow. Waterfall. Beautiful. Yes. Rất là mạnh. Oh yes, sorry. Rất là mạnh. À, các bạn có thể thấy nếu mà ở xung quanh các thác nước thì có một cái điều hay, đó chính là hệ thống thực vật ở đây rất là phong phú đa dạng. Bởi vì ở đây rất là ẩm ướt, cây cối sẽ có rất là nhiều các loại cây rậm, và đặc biệt là phong lan. Trên thác cao kia đổ xuống thì ngay phía dưới thác sẽ bị chắn bởi một ngọn núi, và ở trên ngọn núi này nó làm cho cái đường hơi nước sẽ bốc ngược trở lên theo cùng kết hợp với dòng thác, tạo nên một hình parabol. Và ở phía trên này người ta xây một cái chòi, và trên đó thì du khách có thể đứng trên này chụp hình. Bình thường là sẽ phải mặc áo mưa nhé, nhưng mà đối với nhiều du khách không kịp chuẩn bị có thể đứng đó để mà chụp hình. Những cái dòng nước chảy như thế này lượn lờ rất là đẹp.